Cấm mỹ phẩm á? Chán như con gián luôn. Thôi đành cất vào hộp tủ vậy. Tiện lấy sách vở vào lớp luôn nè. Nhiều sách quá đi. Thôi xong, rơi hết mất rồi. Ôi nhìn kìa. Mình may quá đi. Mà khoan đã, tôi nghĩ ra trò hay rồi bà con. Cần một quyển sách dày cộm nè. Và một cái kéo nữa, vì phải cắt nữa đó. Trái tim này dễ thương ghê. Nó vừa y như hộp phấn của mình luôn. Cơ mà còn nhiều màu xinh lắm nè. Lấp lánh và dễ thương xỉu luôn. Mình sẽ dính hết lên trang này. Cả mấy cái gương nhỏ xíu nữa nhé. Xinh quá đi. Thế là xong xuôi. Ổn rồi, vào lớp thôi. Này, này cậu xinh ghê á. Đến lúc trang điểm rồi. Ai cần cọ chứ. Ngón tay tán còn dễ hơn nè. Phải đánh mắt kỹ chút cho hút hồn nha. Thoải mái hẳn ra. Wow, ghen tị quá à. Cho tớ mượn với nhé. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bài học tiếp theo này rất quan trọng đấy nhá. Bề là đang bôi son dưỡng hay sao? Giữa lúc mình đang giảng bài luôn hả? Phải dừng ngay cái chuyện này ngay mới được. Hoàn hảo. Chỗ còn lại đâu? Vâng ạ. Hình như nó tự chui vào túi em ạ. Và... chà, thế là mình bị bại lộ rồi. Em nộp hết đồ rồi cô. Suýt thì quên thỏi này nữa. Thế được chưa cô? Đủ rồi. Girl. Còn em thì sao Betty? Dạo này có còn lén lút dùng phấn mắt không? Ai? Em ấy ạ? Em chỉ có đồ dùng học tập thôi cô. Đúng là học sinh ngoan của cô. Thôi, ta tiếp tục học nhá. May là cô không kiểm tra kỹ. Nếu không thì cô sẽ biết sát màu chính là mỹ phẩm ngụy trang mất. Sát màu gì mà hay thế cái? Để làm cái này, hãy dùng lưỡi dao để cắt vỏ ra. Bỏ sát màu đi và dán vỏ vào cây mắt yêu thích của cậu. Rồi dùng keo để dán vỏ vào. Nhanh kiểu khô bây giờ. Chuẩn, thêm một bước nữa thôi. Không được để lộ phần gỗ ra. Rồi bỏ lại vào trong hộp là xong. Mẹo này hay dễ man. Các em ơi, tụi em chỉ đang chép bài thôi ạ. Thế thì được. Không ai nhìn nhở. Thoa phấn mắt xinh thôi. Này em ơi, em biết quy định mà. Đưa đây cho cô. Vẽ tiếp đi. Trông giống màu nhở. Thay thế màu bằng phấn mắt nè. Vừa đúng cỡ nhở, thấy không? Sẽ chẳng ai biết đâu. Chỉ cần chấm cọ một cái. Tha hồ sáng tạo mà sáng tạo trên mặt luôn. Thấy không? Kỳ diệu quá. Xong rồi. Nè, thử dùng của tớ đi. Cảm ơn gái nha. Môn này học chán dã man khủng khiếp. Gì kia? Ghê quá. Cô sẽ phạt các em làm kiểm tra đột xuất. Ta-da. Cầm phấn nhiều khô hết cả tay. Đáng thương quá đi. Chả, mình có kem dưỡng tay mà. Có đạo đức giả quá không nhở? Chuẩn. Phản đối. Cô giáo dùng kem dưỡng của mình sao? Ôi không, không ổn chút nào rồi. Thật đáng xấu hổ. Cô phải bị trừng phạt. Làm ơn, cô chỉ là con người thôi. Không đáng mạo hiểm một tí nào cả. Nhưng mình có thể dùng lén mà. Sao chưa bao giờ mình nghĩ đến cách này nhở? Lấy một chai hồ. Đổ hết hồ bên trong ra. Có ai để ý không thế? Giờ thì đến thành phần bí mật đây. Kem dưỡng tay tình cờ trông cực giống hồ luôn. Và xong nè. Mẹo này thông minh quá. Tay mình sẽ không còn khô nữa. Thích ghê. Bella, cô bôi hồ lên tay kìa. Mềm mại ghê. Tiếp tục vòng 2 nào. Cô bị mất trí rồi hay sao vậy? Không có gì để nhìn đâu mấy em. Ôi xinh ghê. Trời đất ơi, cậu nồng cạn thật. Mình cần cọ để thoa chút phấn. Có mỗi kéo này thì làm được gì nhỉ? Mà khoan đã, sao tự nhiên mình liều mạng quá ta. Cắm bút chì này và làm tay cầm nè. Quá ổn, và giờ đánh phấn cho xinh nè. Ủa, cậu ta lấy đâu ra cây cọ đấy vậy? Không gian vô cùng rộng lớn. Ôi, mình phải dặm lại phấn mới được. Thầy ở đây mà cậu dám làm vậy à? Thầy sẽ tịch thu tất tần tật đó gái ơi. Ôi sới lo cái gì? Kính thầy dày thế kia không nhìn thấy đâu. Cái gì đây? Là mỹ phẩm sao? Mình phải lau kính một cái. Ơ kìa, là 3 cái đồ mỹ phẩm. Đã bảo cấm rồi cơ mà. Dám mang mỹ phẩm vào lớp tôi cơ đấy. Em học sinh kia, đã có quy định cấm mỹ phẩm trong lớp tôi rồi mà. Tôi tịch thu nhá, và mời em ra khỏi lớp cho. Thật không thể tin nổi luôn. Vâng. Đã nói rồi mà. Kỳ cục hết sức. Giáo viên của thế kỷ luôn hả? Chuẩn rồi đấy. Thầy già như thế kia cơ mà. Phải làm gì cho bỏ tức mới được. Thầy mình trông bảnh hơn rồi này. Ý, tự nhiên mình nghĩ ra một cách đỉnh lắm nè. Mình sẽ mở đuôi của bút dạ ra, rồi lấy nhíp để gắp ống mực bên trong. Và giờ thì đóng đuôi trở lại nào. Sau đó mình sẽ rút cả đầu bút dạ ra luôn. Cứ mạnh tay vào nhá. Chuẩn bị son dưỡng môi và một cái bát nha. Mình sẽ đổ hết vào bát, rồi dùng xi lanh để hút son lên. Chắc đủ rồi đấy. Giờ bơm vào bút dạ nào bà con. Đó, xong nhé. Tiếp theo là cây thoa son. Bẻ phát ra ngay nè. May mà mình có sẵn lọ keo dán móng. Bôi keo vào đầu vừa bẻ nha. Ok, như thế là đủ rồi. Bây giờ mình dính nó vào nắp bút dạ. Đó, đã khô cong. Cho nó vào lõi bút dạ thôi. Dùng son dưỡng cho đỡ khô môi nè. Son này thơm thơm dễ chịu ghê á. Cậu đang làm gì thế? Lại muốn bị đuổi ra khỏi lớp nữa hả? Hả? Trò kia lại nghịch ngợm gì vậy? Cái này à? Bút dạ thôi mà thầy. Bút dạ được dùng trong lớp phải không thầy? Ừ, đúng rồi. Cất sách cho đỡ nặng cặp đã nào. Không biết phấn có bị trôi không nhỉ? Mụn nổi như núi lửa luôn nè. Khủng khiếp quá má ơi. Cơ mà đánh tí kem nền là ngon lành ngay. Ơ kìa, chuông reo. Phải vào lớp mất rồi. Thôi, đành mang kem nền vào lớp vậy. Ôi không, phải làm sao bây giờ? Cứ lén mang vào xem sao. Cô có thấy mình không ta? Ôi không, chắc gió rung cây ấy mà. Cố bỏ lại bàn mình nào. Có ai để ý không ta? Tuyệt, thành công rồi. Dặm lại cái mặt nào. Em đang làm cái trò gì thế? Đưa đây cho cô. Nhưng mặt em ghê lắm cô ơi. Có ai nhìn đâu. Đưa đây mau. Đây ạ. Và thế là hết. Này, đừng khóc mà. Để tớ giúp cậu. Keo khô á? Thế này thì giúp đỡ kiểu gì? Cậu cứ mở ra mà xem. Tin tớ đi. Hả? Là kem che khuyết điểm nè. Sao lại có thể vi diệu thế này được? Tớ tự làm đấy. Dễ lắm. Đầu tiên là chuẩn bị một thỏi keo. Tất nhiên rồi. Và lấy hết phần keo ở bên trong ra. Rồi tớ cần một thỏi kem che khuyết điểm. Dùng dao cắt ra là xong nè. Dao nhựa rất hiệu quả mà an toàn lắm đó. Rồi tớ nhét vào trong tuyếp keo là xong. Phải ấn xuống để kem không rơi ra nhé. Thế là xong nè. Đỉnh của chóp cái ơi. Cuối cùng tớ cũng có thể che mụn đi. Các em ơi, đang làm gì đó? Được rồi, cứ giải tiếp bài đi nha. Hàng còn dài không ta? Ui không, mình sắp hết thời gian rồi mà chưa trang điểm xong. Ổn đấy, tiếp theo. Cô này ok, mời qua. Tiếp theo. Ui không. Ôi không là đúng đấy. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là ôi vậy à. Ui da, không phải, tôi nhầm. Đây cơ. Ồ, gấu tên đứa nhỏ đáng yêu quá. Hả? Ôi trời, không phải con gấu này. Đây, ý tôi là cái này. Ở đây cấm mỹ phẩm nhé. Nhưng em chưa đánh mắt xong mà. Phải làm sao đây? Mà khoan đã, chờ em xíu nha. Hai giờ em vào được chứ nhỉ? Chà, để tôi xem cái đã. Để tôi nhìn cô gần hơn mới được. Mà ơi, chị ấy nhìn mình gần quá. Ổn đấy, xinh lắm đó. Em vào trong chơi đi. Tuyệt, mãi mới được vào. Chị ấy bị lừa rồi. Ok là tháo bông tai ra nào. Giờ trang điểm mướt mắt còn lại cho đỡ chột. Xinh hơn hẳn luôn. Đêm còn dài lắm, quẩy thôi. Đôi khi công việc này thật nhàm chán. Ô, có người đến kìa. Để xem nào. Em biết quy định chứ. Ở đây cấm mỹ phẩm. Hả? Em á? Tất nhiên em không có đồ trang điểm gì rồi. Chà, đừng nghĩ nói thế mà chị tin ngay nhé. Túi này á? Cứ thoải mái kiểm tra đi. Để xem nào. Khoan đã, em nghĩ mình là ai chứ? Đưa đây cho chị, ngay lập tức. Ôi vâng, cái này ấy hả? Nhật ký của em hả? Đây là điện thoại ạ. Và đây... Đây hả? Là phấn mà em đang cố lén mang vào chứ gì? Vâng, em xin lỗi, em sẽ mang hết đi. Chán, không ngờ mình lại bị bắt. Mà khoan đã, nhật ký của mình chuẩn không cần chỉnh. Mình sẽ cắt một phần ở giữa các trang ra. Ổn rồi, chỉ cần vậy thôi. Hình chữ nhật hoàn hảo. Và mình sẽ lấy hết các trang giấy ra. Mình đã chuẩn bị sẵn một mảnh vải xinh xắn. Vải lấp lánh là đỉnh nhất. Giờ thì mình chỉ cần bỏ mỹ phẩm vào nhật ký thôi. Xong, đóng nó lại nào. Và bên trong được rồi, mình có thể mở mỹ phẩm ra. Dặm thật nhanh và nhảy nhót tiếp thôi. Ủa, có người đến rồi. Hình như cô ấy là một nhân vật quan trọng. Cho chúng em xin chữ ký đi ạ. Nơi này có vẻ an toàn, không phát hiện thấy mối nguy hiểm. Đỉnh ghê, cô ấy ngầu quá, tuyệt vời ông mặt trời. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy mối nguy hiểm. Khoan đã, từ từ, không nhanh nghĩ đâu. Mối đe dọa được xử lý xong. Mệt cả người. Không tin nổi tôi phải bước qua cái người này. Cô ấy đâu rồi? Mình muốn xin chữ ký. Cảm ơn các bạn đã đến. Các bạn là tuyệt nhất. Xin gửi đến mỗi người một nụ hôn. Hả? Thôi chết, son lem hết rồi. Không đánh son nhột nhạt lắm. May mà mình đã có kế hoạch bí mật. Chỉ cần nhấc phần đầu của mic lên. Mình giấu son môi trong này. Dặm lại thôi. Quá ổn, chắc đủ rồi đó. Tiếp tục trình diễn nào. Cô có đang nhìn không vậy? Cô đang viết trên bảng. Cơ hội của mình đi rồi. Cẩn thận, không được khiến cô chú ý. Dừng lại chút. Nghĩ mình thông minh lắm hay sao? Không thể để chuyện này xảy ra trong lớp mình. Xin chào. Đúng là cô, em biết quy định chứ? Vâng, son của em đây. Vải thưa mà đòi qua mắt Thánh à? Son môi mình mới mua luôn đó. Kìa, tự dưng mình lại nảy ra ý này. Chuẩn sẽ ra gì và này nọ lắm đây. Trước tiên mình sẽ kéo cục tẩy nhỏ ra. Giờ thì cắm ống hút vào đầu bút chì. Cần cắt phần thừa đi nè. Tiếp theo mình cần chút son. Mình sẽ hơ nóng cái thìa cho son chảy ra. Son môi lỏng rồi nè, đổ vào khuôn ống hút thôi. Cẩn thận không đổ ra ngoài thì lắm. Xong rồi. Khi son khô mình sẽ tháo ống hút ra. Thành công, mình đã có tẩy son hồng trên bút chì. Hả? Học sinh của mình lại làm gì kia? Rosie, làm mỹ phẩm à? Dạ không cô ơi, chỉ là bút chì của em. Chà, thế thì được. Nàng ấy nói với chàng rằng nàng cần có bạn nhảy trong vũ hội. Cuốn sách này chán ngắt. Cha của chàng. Ơ kìa, cô ngủ gục luôn rồi. Không muốn cục phần ấy đâu. Chuẩn, cô ngủ say luôn. Cơ hội để mình dặm lại lớp trang điểm nè. Dặm nhanh thôi. Ồ, còn bé này liều thật đấy. Hả? Sao tự nhiên mình thấy sau lưng có gì kỳ kỳ ấy? Chào. Đưa mỹ phẩm ngay cho cô. Ồ, cô làm mình bực kê. Khổ thân, cô lại tịch thu mỹ phẩm của cậu. Nhưng nhìn nè, tớ có một bí mật. Đúng đó, đồ uống của tớ là hộp phấn. Lấy một cái cốc không và lật ngược lại. Rồi phun keo vào đáy cốc nhé. Chuẩn rồi, tiếp theo hộp phấn yêu thích. Tớ đặt nó lên keo và chờ cho keo khô đi. Úm ba la, mỹ phẩm được giấu dưới cốc mở ra. Tớ đóng nắp để nó trông như thật luôn. Nhưng mà chưa xong đâu, phấn thì phải có cọ mới dùng được đúng không? Tớ cắt dọc ống hút và đưa cọ vào trong. Rồi tớ kéo thêm một cái ống hút khác để che đi. Sau đó chỉ cần đưa ống hút qua nắp thôi. Wow, đỉnh của chắp luôn. Kéo ống hút là cọ lộ ra để tớ dùng. Dặm phấn nốt cho xinh nào. Ủa, lại làm trò gì nữa kia? Phải đến xem kỹ mới được. Uống nước thì được. Ủa, mình suýt quên. Phải bỏ mấy đồ này vào hộp. Máy quét không đổ chuông. Mình có ý hay hơn nè. Giấu đi là được. Quá ổn áp. Máy quét sẽ không tìm ra đâu. Ôi không, báo động kêu rồi. Chào cô, ở đây có vấn đề gì vậy? À, đã bảo tôi vô tội mà. Không thể tin được chuyện này. Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra. Chắc là có cách khác cho mình chứ. Mình sẽ dán miếng băng dính xốp này lên ốp điện thoại. Tốt, giờ thì bóc giấy ra. Dán bảng phấn mắt lên đó nào. Vừa nhìn nè. Ổn rồi, mình sẽ đặt điện thoại vào hộp. Tuyệt, chuông báo không kêu nữa. Cái gì ở trên ốp đây? Đây à, dùng để cầm điện thoại dễ hơn thôi à. Ồ, thế thì được. Vào lớp đi em. Xứng đáng được đề cộng. Tiếp nào. Chuyện gì vậy trời? Hết mực rồi sao? Chắc phải còn một ít chứ nhở. Làm thế này chắc là được. Thôi nào, thật là buồn cười. Tay mình mỏi quá rồi. Biết là không cho phép trang điểm, nhưng mình không chơi theo luật. Cô gái đấy chắc đang đùa với mình đấy nhở. Em có thấy cái này không? Không được nghỉ chút nào luôn. Đến lúc kiểm tra thử xem nào. Này em, cho cô mượn bút dạ nhá. Bút dạ ư? Mình phải làm sao đây? Cái này trông giống bút dạ, nhưng thật ra không phải. Mình đã thay nó bằng cái này. Mascara. Nó có màu đen giống bút dạ này. Hãy lấy lõi ra khỏi nắp và bỏ lại vào ống. Sau khi đóng nắp lại, cuốn nó lại bằng giấy bút dạ. Sau đó thì lấy nắp bút dạ và quét keo nóng ở rìa. Sau khi hoàn thành, hãy gắn nó vào đầu kia của mascara. Vừa như in luôn. Eo ơi. Không ạ. Đưa đây nào. Thôi thế là xong. Dạ đây ạ. Cảm ơn nhé. Mình tới đâu rồi nhờ? Em có thể đi ăn trưa rồi đấy. Vâng ạ. Chán thật. Tiếng chuông đã cứu mình. Phù. Oh, to quá. Xin chào. Mắt cô đẹp quá. Cảm ơn anh. Buổi họp đó... Đó là mascara của mình mà. Vâng, thưa sếp. Được rồi. Oh, vâng. Cái gì vậy? Tôi là thợ sửa chữa. Được rồi. Anh có đồ trang điểm không đấy? Thôi nào, thú nhận đi. Được rồi, anh cứ kiểm tra. Ok, có vẻ ổn đấy. Này, cái gì đấy? Anh có thể kiểm tra thoải mái. Chỉ là dụng cụ thôi. Được rồi. Đừng nhìn kỹ quá đấy. Không có gì ngoài dụng cụ. Vào đi. Ok. Thợ sửa chữa đến. Phew. Hey. Psst. Ai ở ngoài kia vậy? Lại đây nào. Tôi sao? Được thôi. Có chuyện gì? Là tớ Matt nè. Matt? Ôi trời, cậu làm gì ở đây vậy? Thật vui vì cậu đã hỏi. Tớ nghe nói trong này không cho trang điểm. Nhưng bóng đèn thì sao? Hiểu ý không? Là sao? Nó là son môi đấy, thấy không? Wow! Lại đây, tớ tô cho cậu. Chu môi lên coi. Màu này hợp với cậu lắm. Ta-da! Nhìn rất đẹp. Hẹn gặp lại. Bye cậu. Tớ sẽ quay lại. Lại được là chính mình rồi. Ai mà ngờ được mình lại phải nằm mãi trên giường chứ. Tụi Olivia quá. Tớ biết cách giúp cậu vui lên rồi. Không à, cậu đói không? Cậu thích trà đúng không nè? Tớ chả có hứng đâu. Vậy chỉ còn một trò thôi. Thể nào cũng cười bá cho xem. Thế này hay đủ chưa? Chưa. Nếu tớ làm cây Malaka biến mất thì sao? Tớ chỉ muốn sờ vào đồ trang điểm thôi mà. Ồ, đã rõ. Và... cái hạt mâm xôi đáng ghét này. Đứng lại nào cậu kia. Không được mang mỹ phẩm vào. Là lúc đó. Dạ vâng. Viêm ruột thừa biết là rồi hay là giờ đầu ta? Cưng quay lại à? Em giấu gì dưới đấy đó? Mẹo hay đấy, nhìn dẹp đi nha. Đáng yêu không chị? Vào đi cưng. Tới trở lại rồi này. Gấu hả? Không chỉ là gấu đâu nha. Em gấu này hơi bị độc luôn. Để tới một tẹo nhá. Cậu bị ấm đầu rồi hả? Đằng sau cậu kia liêu. Tịch thu nhá. Trời ạ, tôi thử hết cách rồi đấy. Môi mình. Nhưng mình muốn săn bóng cơ. Đến lúc đi phiêu lưu rồi cả nhà ơi. Giờ cậu có đầy thời gian để đọc sách luôn nhá. Chỗ này đẹp ghê. Cậu có tiền không bạn yêu? Thêm mấy túi nữa nha. Để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Có đồ trang điểm, có đồ trang điểm. Ồ, từ từ đã nào, cho tôi xem túi hồng ạ. Ồ, đừng mơ mà thoát được tôi nhé. Nhưng cái này mới toanh đó anh ơi. Bụi thế nhở. Long lanh chứ nào. Khoan, cái gì đây? Không có gì qua mặt được tôi đâu. Cầm cho chắc vào nhé. Đau thêm quá trời ơi. Đấy hiểu tại sao rồi. Tôi gọi cho cấp trên đây. Thôi mà tụi tôi đi đây. Mình thích công việc này ghê. Lại một hành khách nữa hả? Siêu to khổng lồ luôn kìa. Ông này thích người mẫu Instagram hả? Thế thì cầu được ước thấy thôi. Tụi em có thể lên máy bay không ạ? Cảm ơn anh nhiều. Cái gì thế kia? Wow, mình quên mất còn mấy cái ở đây. Toang thật rồi. Biến, nhanh. Ngày gì không biết. Xin lỗi ạ, cảm ơn. Đến lượt dặm phấn rồi. Chuyến bay của mình. Bảo mẹ tớ là tớ nhớ bà ấy nhé. Mình phải học tiếng Pháp thôi. Cũng may mà mình khá bảnh. Nhớ để lại pizza cho tớ đấy, nhớ nghe chưa? Chào chị, em mang cây đến cho bạn trai của em. Cưng ơi, em mang xương rồng đến cho Cưng nè. La la la, oh yeah. Oh hey, chào em. Cũng được đấy. Nhớ là cấm đổ ăn thức uống. Vâng em biết, ai mà ăn được xương rồng cơ chứ. Nhọn ghê. Hả, ngu thế. Ok, để đấy đi. Anh yêu, thành công mỹ mãn rồi. Mà, bye chị. Chồng cứ gian gian, phải kiểm tra kỹ mới được. Đúng mùi xương rồng. Trông giống xương rồng. Nhưng đá là kẹo. Biết ngay, đã đến lúc hoán đổi. Của cậu đây. 1002. Xương rồng của mình. Xương rồng của mình. Ngon hết sảy. Mình sẽ thưởng thức kẹo ngon. Lưỡi tôi. Trông nó như con nhím ấy. Ôi, đau muốn chết luôn. Cứu, y tá, bác sĩ. Mẹ ơi. Bị gì vậy trời? Trò này sẽ vui lắm đây. Ngồi yên. Chắc đau lắm à. Cuối cùng cũng được ở một mình. Giấy đây rồi này. Mà sắp hết rồi. Phải đặt thêm mới được. Nè, tớ cần cậu chuyển phát đặc biệt giấy vệ sinh tớ phòng giam số 4. Ok luôn, không thành vấn đề. Đến ngay đây. Giờ thì thu hút sự chú ý này. Quá chuẩn, trúng phóc. Lõi giấy vệ sinh là sao trời? Giúp tôi xíu được không? Phải chùi mà. Kinh. Này, chúng tôi cần giấy vệ sinh ở phòng giam số 4. Nhanh, ở đấy còn ngửi thấy mùi. Có ai đặt giấy vệ sinh à? Bắt lấy. Cảm ơn nha, đúng lại mình thích. Đây là giấy vệ sinh tuyệt nhất trên đời. Ăn thêm một giải nữa. Khoan đã. Lẽ ra hôm qua mình không nên ăn cà ri. Ôi không, hết rồi. Cứu. Đây, bắt lấy. Cảm ơn nhá, cậu đúng là cứu tinh. Đừng có làm trò con bò đấy. Đau dã man. Da mình rất là nhạy cảm đấy. Thực hiện kế hoạch vượt ngục thôi. Khó hơn người ta làm trong phim. Gần được rồi. Mình không thể trốn khỏi đây. Mình cần chợp mắt. Xong, tự do rồi. Tiếng gì vậy trời? Vượt ngục sao? Từ từ nào chàng trai trẻ. Đừng hỏng bắt được tôi nhớ. Vào trong đi. Alo, kiểm soát viên à? Tôi cần hỗ trợ. Sửa xăm sắt trên cửa ngục đi. Nhẹ thôi đấy, tôi cần nằm nghỉ. Mình có vật liệu hoàn hảo ở đây nè. Không nhà ngục nào ngăn được ta. Bọn trẻ ngày nay tưởng mình hay lắm à? Khoan, ngửi như mùi kẹo ấy. Vị giống kẹo luôn. Đúng là kẹo. Ước gì mình còn răng. Được rồi, ai tiếp theo nhỉ? Thẻ lên máy bay của chúng tôi đây ạ. Mọi thứ có vẻ ổn đấy. Nhưng để tôi kiểm tra cho chắc. Được rồi, ổn hết đó. Chúc hai bạn vui vẻ nhé. Wow, nhìn cô nàng ấy kìa. Chào các anh ạ. Đừng để ý em làm gì. Em lên máy bay tí thôi mà. Thẻ lên máy bay của em đây ạ. Hả? Giờ anh đang đùa tôi à? Ngó nghiêng ai đó hả? Anh phải nhìn tôi chứ. Trời đất ơi, tôi rất xin lỗi ạ. Tôi không cố ý làm thế đâu. Thôi té đây. Ủa, trông kỳ thế không biết. Thôi toang, hình như mình làm rơi mất nửa cái mông rồi. Mong là chưa ai để ý thấy. Thôi, ngồi yên đây cho lành vậy. Wow, nhìn cái cô kia kìa. Có thật không vậy? Chào cậu, chắc kiến này chưa có chủ đâu nhỉ? Cậu đang làm gì vậy gái? Lấy chút snack thôi mà. Ăn kẹo không nè? Trời ơi, để Mỹ lấy cho cậu xem cái này nè. Tớ cũng đang lén mang đống snack này lên máy bay đó. Đỉnh của bà con ơi, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Xin chào, hộ chiếu của tôi đây ạ. Ổn rồi, nhưng mạn phép cho tôi kiểm tra kỹ hơn một tí nhé. Tôi chỉ giả một tẹo bằng cái máy quét đồ ăn này thôi. Nộp cho tôi nào, máy quét không bao giờ sai đâu. Đúng như tôi nghĩ, cô cố tình qua mặt hải quan đây mà. Lại quét tiếp nghe thưa cô. Nhưng tôi muốn ăn cái kẹo này lắm chị ơi. Nghe tội nhở, nhưng tôi phải tịch thu thôi. Tôi sẽ tịch thu hết đống snack và kẹo này từ cô. Cả kẹo cao su tôi đang nhai luôn á. Rồi, lấy luôn đi. Hộ chiếu của cô đây, chúc một ngày vui vẻ nhé. Xin chào, đây là hộ chiếu của em ạ. Nhìn cưng kìa, cưng tươi như hoa luôn đó. Chà, chị không kiểm tra cưng đâu, cứ đi qua đi. Mình sẽ ngồi chỗ này vậy. Có ai để ý không vậy ta? Không à? Được rồi, cho khán giả xem em bé của mình thôi. Em bé nước ngọt đây nha. Cho nước ngọt vào quả bóng bãi biển này đúng là ý hay. Mình có thể uống bất cứ khi nào mình khát và sẽ chẳng ai biết cả. Bóng đẹp đó nha. Vâng, thì đẹp mà. Tôi đang khen thật tình đó. Cậu thông minh đấy. Mà nhìn nè, tôi đã giấu đồ uống và bé mèo nhồi bông này á. Trông nó giống như đồ chơi bên trong có nước ngọt đó bạn yêu. Ôi trời ơi, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cậu thông minh quá. Dô, được rồi, mình sẽ mở hộp tủ ra và lấy món kẹo tôi giấu trong này ra. Đâu có ai để ý đâu nhỉ. Vậy là đến lúc nhai kẹo cao su rồi. Gái ơi, tụi này cũng ăn kẹo cao su nữa cho tụi tớ với. Trời đất ơi, kẹo tớ mua mà mấy ba, mấy má. Đây, cầm lấy. Mỗi người được một mẩu thôi nhé. Còn có chút kẹo cao su thôi à. Chút xíu luôn đó. Ước gì có cách để giấu kẹo cho đỡ bị xin nhở. Được rồi, mình mới nảy ra ý cực hay luôn. Ok, mình có cuộn kẹo cao su này ở đây nhá. Hãy kéo kẹo dài ra rồi cắt. Thế là đủ rồi. Giờ đến lượt áo hút đi nè. Mình cần dùng keo ăn được cho bước tiếp theo. Đến lúc vẽ một cái hình thật đẹp bằng keo rồi á. Như thế này nè. Rồi mình sẽ dán các dải kẹo cao su lên keo trên áo hút đi. Xong, áo hút đi của mình xinh thật sự luôn á. Có ai quanh đây không nhỉ? Không à, vậy là đã đến lúc hé mở bí mật của cái áo hút đi này rồi cả nhà ơi. Chả ai biết mình có kẹo cao su hết. Vậy là không còn mấy cái tay xin xỏ nè. Thầy thấy em có gì trên tay rồi đấy em kia. Cho thầy xin một miếng kẹo cao su nhé. Vâng, của thầy đây ạ. Xuất sắc, cảm ơn em nha. Đây là vị thầy thích đó. Wow, suýt thì toang. Tí nữa là bị phạt nặng rồi. May mà mình vẫn còn một đống kẹo cao su. Ô nè, lại đây, ngồi cạnh tớ đi. Hello, cảm ơn vì tới thăm tớ nhé. Cậu lấy cái gì đó cho tớ uống đi được không? Cái này được không? Tớ không muốn uống nước trong bể cá đâu à. Cứ tin tớ và thử đi rồi biết. Đợi tí, tớ có mang ống hút cho tụi mình luôn á. Đây đây, nhìn tớ nhá. Ngon quá đi mà, thề luôn. Sao mà cậu nhát cay thế hả? Thôi, tớ chịu đấy. Trời ạ. Này, tớ đợi tới tận lúc bác sĩ ở quầy lễ tân ngủ. Rồi khi không ai thấy, tớ đã hành động á. Cậu biết tớ giỏi ba cái trò lén lút lắm mà. Hơi vị đỉnh đó. Nếu trò lén lút là một bộ môn thể thao Olympic thì tớ giành huy chương vàng từ lâu rồi. Tại vì chị ấy ngủ, nghĩa là chị ấy không thể thấy tớ mang theo cái bình. Nhưng nói thật, cũng có căng thẳng một tẹo á. Nhưng giờ cái bình này là của tớ rồi. Tớ hành động chỉ trong 1 giây thôi à. Tớ để lại đồ bên trong ở trên quầy, rồi lại lén lút di chuyển vô cùng chuyên nghiệp. Đấy, tớ vừa kể xong phi vụ hồi nãy á. Đoạn đó đúng là khó khăn, còn những chuyện khác đều dễ ẹc. Khi quay lại rồi thì tớ cầm lấy chai nước ngọt đã giấu. Nước ngọt Sprite á, tại tớ thích món này mà. Với lại trông Sprite như là nước lọc ấy. Rồi tớ đổ cả chai vào cái bình này nè. Phần vui nhất là trang trí đó cả nhà yêu. Wow, cậu làm mọi thứ vì tớ đấy hả? Chuẩn rồi, nhưng cũng vì tớ sẽ uống Sprite cùng cậu nữa.